Kết quả sau 2 năm thực hiện, nhận thức về vị trí, vai trò công tác dân vận được nâng lên rõ rệt. Nội dung phương thức lãnh đạo về công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ của các cấp công đoàn có nhiều đổi mới, tạo sự đồng thuận trong công chức, viên chức, người lao động. Đến nay đã có 252 trên 343 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn, xây dựng và ký kết thỏa ước lao động tập thể, góp phần xây dựng cơ quan, doanh nghiệp ngày càng phát triển. Bên cạnh đó, phong trào thi đua, dân vận khéo gắn với các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động được triển khai sâu rộng. Công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động được quan tâm. Trong dịp Tết Nguyên đán 2022-2023, Liên đoàn Lao động tỉnh và các cấp công đoàn đã chăm lo hỗ trợ cho trên 146.000 đoàn viên và người lao động với tổng số tiền trên 48 tỷ đồng. Ghi nhận đánh giá cao kết quả đạt được, đồng chí trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy đề nghị trong thời gian tới, Đảng đoàn, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh và công đoàn các cấp tiếp tục thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, cụ thể hóa, triển khai thực hiện hiệu quả đề án số 05 gắn với các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh về công tác công đoàn.